Hello, chào bạn. Chào bạn. Chào bạn đến kênh Anh Thời Đại. Chào mừng bạn kênh Anh Thời Đại là Anh Thời Đại. Sao vậy? Không. Là Anh Thời Đại. Thầy biết cái trình độ của anh ba mà nói được câu nào nói, còn tiếng có tiếng không mà. Bắn tranh như gió luôn. Mà chữ có chữ không. Mày có biết tay đâu không? Không. Tự nhiên em đang ngủ. Tự nhiên đang ngủ thì dựng đầu vậy ra đây em biết đâu. Ở đây là sông Bạch Đằng. À, đúng. Bạch Đằng. Bình Dương. Bạch Đằng không thầy. Ơi, em nghe hồi trước ở cổ tích á, có cái gì Đinh Mộ Lĩnh á, gì cây cò lao á, nói là sông Bạch Đằng có mấy cái trụ thiệt mà. Nguyễn Huệ chứ, Đinh Mộ Lĩnh vậy. Có Đinh Mộ Lĩnh nữa. Nguyễn Huệ mà. Cọc Bạch Đằng. Đúng rồi. Nên nói vậy đó, bây giờ tôi thầy dắt tụi em đi coi phải không? Không, tại vì ở đây là Bình Dương cho nên là sẽ là cọc xi măng. Thầy kêu bên này mình lên đồ đẹp, chắc chắn thầy sẽ dẫn bên này mình đi ăn. Đúng rồi đó. Không có gì ăn. Đi đâu thầy? Đi báo. Đi phượt. Đi phượt bằng đi bộ. Đi phượt bằng đi bộ. Đi Căng Hải hả? Ừ. Hai cẩn rồi. Ừ. Nhưng mà phải có đồ gì ăn mới được chứ, đi thầy, thầy không cho tụi em ăn là tụi em sẽ ở đây ăn dạ. Đúng rồi. Không có đâu. Nhiều luôn. Thầy biệt bên em rồi đó. Nhưng mà tôi biết rồi, cài bịp rồi đó. Nhưng mà em bao thầy trả tiền. Ok. Ok. Sao cô công nhận ở đây tối đẹp thì cái thằng này qua luôn đi được rồi đó. Thằng này pha ke nữa. Ôi, em pha ke nữa. Bạn này đồng cặp luôn. À. Em thôi mà. Mà có điều em giống đẹp nhưng mà cái này khác à. Chị bé đặt lòi. Xanh lè, em xanh lè. Em biết em xanh rồi. Này là cắt kẹo bông nha em. Nói chung là mình đi dạo phôi bộ ha. Okay. Có gì ăn đó. Ở đây là phôi bộ nha bạn. Nhưng mà nhìn đẹp quá thầy. Đúng mấy rồi. Mấy tòa nhà đó chắc xíu vô mướn nhà ở quá. Xíu anh em mình sẽ bay lại cao. Giờ bay luôn đi thầy. Ok. Ở giờ bay luôn. Ok. Giờ bên này mình sẽ đi dạo nha bạn. Okay. Ok. Let's go. Giờ anh em mình sẽ đi về. Đi chơi, đi tham quan ở trên phố đi bộ nha các bạn. Giờ anh em mình sẽ đi review nha các bạn. Review cái phố đi bộ này có những gì nha các bạn. Wow. Phố đi bộ của Bình Dương. Nhưng mà em thấy chơi phố đi bộ là thấy mỗi băng của mình là đi nhiều nhất. Phải không? Băng mình là đi trong nước. Mình gì ngon, uống nước hay em kinh dưng. Ta tưởng mình đi có lộ không á. Đúng không? Tại vì mà cầu đen nhìn quá. Nhìn thầy báo quá mà. Này coi nè, bảo thủ nè. Bận đồ vậy là tự quýt lộn không? Em là báo tái xuất. Báo tái xuất. Báo tái xuất. Gây do mặc đồ. Vậy đó, mỗi lần mà người ta mới vô thăm, em đánh cái là em mất tiêu rồi. Rồi thôi giờ mình đi kiếm gì ăn ha. Đúng rồi, đi kiếm gì ăn ăn chặt nha. Nó đang làm được thành công luôn, có lối đi gì. Đi đường. Rồi giờ anh em mình sẽ là kiếm vô gì ăn. Ê, giờ mua kẹo gòn không? Kẹo gòn. Thôi em ăn kẹo chỉ được không thầy? Kẹo chỉ thầy. Ok. Ok. Vô mua đi. Mấy cái kẹo chỉ với lấy cái kẹo chỉ ăn kẹo chỉ. Em. Tao. Mày. Tao nữa. Rồi là lấy kẹo chỉ hết luôn. Rồi ông thầy ăn gì? Ăn kẹo chỉ luôn. Trời, chỉ sao ông thầy cũng ăn kẹo bông cọn. Trời ơi trời. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 kẹo chỉ. Ok. Em. Em tính ăn kẹo bông gòn, hát kẹo bông gòn mà em không nhớ. Nên mang kẹo chỉ đỡ. Đúng rồi. Rồi em ăn 2 cái luôn. Ừ. Em ăn 10 cái luôn đi. Rồi. Xin chú làm cái này nè.
Làm được ba. Được sao được, làm dữ lắm. Chú người ta biết làm bao nhiêu năm chưa, mười mấy năm mà em làm chưa được một năm. Nhưng mà em tự em tự ăn. Hồi đó em okay. Cái thùng vợ 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 mày. Đẹp á. Hồi đó em búng ngum vậy nè. Mấy này. Cái này có hát gì không chú? Này hát gì không giỏi là được luôn chú. Nè mấy này cái hô bơm mấy thầy. Hô bơm. Đây là trong hát gì thùng này đó. Đúng rồi. Thiệt cái thầy chứ nãy giờ tụi em đâu nói giỡn thầy đâu. Thôi em nói giỡn chứ thầy nói gì cũng đúng hết nha. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Anh kia làm gì cả? Ngày mai được đó. Con chạy xe chú về. Ngày bán được mấy chục cái hả chú? Được trăm cái không? Tới nào? Trăm cái là đủ sống ha. Lấy con xách xe. Trăm cái là sống ngon. Chị này đòi xách xe chú chạy đi bán giùm kìa. Giỏi quá ha. Ăn luôn chứ. Em cái này chạy đi về luôn. Thầy cho em xe này đi. Em là chạy xe là không bao giờ mà sợ dư cái này. Tại vì em ăn không rồi em đâu bán giùm đâu. Anh gọi là em đi về đó. Bán như em mau giàu lắm. Đúng rồi. Giàu cú đấm á. Qua ngày sau nó phá sản luôn rồi. Rồi chú làm luôn rồi em. Rồi em không được làm đâu. Sao cái cùng kế cùng cái 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 cái màu đen này là gì thầy em quên tên rồi. Mè à, mè đen với lại dừa nha các bạn. Như em cũng có mè đó nè. Thêm đậu hũ với sữa nha thầy. Rất là ngon. Mình cá mè dinh. Không cá em review thôi thầy. À, cá mè dinh. Em không em bự lắm thầy quay hỏi rồi. Thầy cạo luôn. Rồi ha không. Đầu rồi. Thầy cạo của em. Thầy gặp nó. Có đầu không? Em mới vừa nãy em để gì cho thầy cái này nó bất lỗ hết lỗ. Đây đây thầy cạo cho. Thầy có cạo không? Rồi thôi sẽ làm nha bạn. Rồi đúng vô. Ghê ba. Dái kéo sao không ăn luôn. Cho nhịn luôn. Thấy lấy tập trung em làm. Kéo kéo dài. Rồi, nhúng vô, đúng rồi. Kéo dài. Rồi kéo ra như thắt thùng nhá. Sắp được rồi kìa. Đúng rồi, như thắt thùng. Cái nữa là được, không kéo nhiều quá là không ra được. Thôi. Thôi. Ba. Kéo ra. Rồi. Vô. Rồi. Chú nhận con làm đệ tử không? Trời ơi, hay dữ vậy. Hay như đớt luôn. Ê, em hết nè. Coi lãng kìa, ăn phun đầu em kìa. Đây. Sẽ ăn phun đầu ta. Đây. Em làm con làm gì vậy mày? Ê, vậy à. Ăn phun đầu cái chuyện đó. Cái dùng ai nè buồn. Có ăn ăn nó bởi cứ bởi là không mày mày sai mày sai rồi mày không nói gì hết. Có thằng nhất giờ nó được tao nói thầy của em nè, em làm một lần nhất thôi nha. Ngày là em xuất tiệc chia đuôi thứ ba. làm lại em sẽ làm lại tiệc chiêu đó. Ok lại cái thứ ba là em xuất đấm vô mặt luôn kìa. Đấm vô mặt đó. Cắn rồi. Ở chứ dùng chị chú sức trời ơi là anh thôi. À mình sức tiệc chiếu ba nha bạn. Rồi thôi là... từ từ đi. Rồi khỏi nói gì rồi. Chứ thôi đi. Đi. Không em chưa tiền. Rồi hai tấm tiền hả? Em trước thì chiếu thứ ba mà. Thì với ba mình là đi giùm thầy đi. Em dặn đi luôn. Rồi thầy mới tính tiền rồi đó. À em nói là nha. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Nè giờ em đang ngồi đây không? Em ngồi em ăn. Cái thầy nhớ gắn nhạc không nha. Nhạc buồn nhớ chịu nha. Ê, hay trẻ anh trời á. Đúng rồi. Thôi dạ. Khoan thầy, cái này nhạc xàm á. Thôi đi kiếm chỗ khác chơi. Anh em mình đã tới đặc sản nem nướng Nha Trang. Ủa, ở đây Bình Dương rồi ta. Vâng, Bình Dương mà. Nói đầu tiên rồi. Bình Dương nhưng mà có siêu thị của... Thay mặt các em anh thời đại. Cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mấy anh em mình cho đến ngày hôm nay. Thì đây, thì ngày hôm mấy bữa trước các bạn mình đây cho sáng rồi. Mình đã làm cũng đã dành dựng được một số tiền khá là lớn để mua được một căn hộ như này. Đây trước đây là nãy giờ em tưởng nó nói gì vậy. Nếu để tao kịp biết đây là một cái mặt tiền trước nhà mình nha các bạn. Giờ đứng ở trên cái mặt tiền dòm ra sông là nguyên một cái sông luôn nha. Sông này ta gọi là sông Bạch Đằng nha các bạn. Lớn rồi bốc phét ít thôi đó. Các bạn thấy trước mặt tiền nhà mình không? Mặt tiền nhà mình thì không có gì, chỉ có
quán karaoke nè, thầy công ty nè. Rồi thầy, thầy chuyển, thầy chuyển nè, từ số nè, thầy đây đây. Trước mà trước nhà em hôm trước làm hình nè. Mặt tiền à. Mặt tiền nhà em là gồm có là đó bạn karaoke nè rồi công ty nè. Ủa mình xem mình họ sẽ đi hết hết trơn rồi. Quyết bây giờ mình kiếm quán nằm vô ngồi ăn đi ha. Thầy ơi, gọi đầu dưỡng sinh luôn kìa. Hả? Vô gọi đầu không? Thầy chăm sóc thầy. Da triệt lông. Tiệm tiệm này của mẹ em á, thầy vô thì em tiệm này cũng của mẹ em chứ. Nguyên cái Việt Nam này tiệm của mẹ em không? Trời ơi, Bi không đi ha. Hả? Trời ơi, Bi cái chuông tặng tới giờ nó cầm chẹo ngắm nghía rồi luôn á. Ủa em định cướp chị Pikachu hay hả? À? Có đâu, em cầm ngắm với em cướp nào. Ngắm gì? Tính là tư không cho hay vậy? Tin tức thật sự. Tin tức thật sự. Đúng hả? Gạn sáng nay vào lúc 16 giờ phát hiện một mà không niên có vấn đề về thần kinh. Trời, kênh thật sự đang phát triển. Thầy gì? Em nói này nhỏ này nè. Nói đi. Em vừa đi lại cái em thấy chị kia giòn em quá trời luôn. Lại cua luôn. Anh nghe mặt mình nhìn thấy 2 giờ mày. Thôi thì kiếm chỗ nào ăn đi. Không dẫn nữa. Vô đi kiếm chỗ ăn. Giờ anh em mình ăn gì giờ trời. Quá trời món nữa bạn ơi. Uống nước đi thầy ơi. Nước ha. Uống nước đi. Uống cà phê hả? Thầy không, thầy tính không cho em đi ghép đôi hay gì? Cái này không có ghép đôi. Nói mặt mình nhìn thấy ghép gì mà ghép. Không có ghép đôi. Rồi ở đâu mới có ghép đôi? Ai biết. Ở trên đầu mày. Thầy kiếm chỗ nào ghép đôi cho em ghép đôi với thầy. Ok. Nhớ kiếm ở nhà. A few moments later. Giờ anh em mình sẽ vô cái quán của quán tên gì ta? City Brew. City Brew nha bạn. City Brew. Tên tiếng Anh kỹ này. Tên là thành phố bia. Phố bia. Ghê hả? Thành phố bia. Ghê mày. Ba đã dịch được luôn. Ba đã biết tiếng Anh luôn không nào? Nhưng mà ba đã đúng nha. Đúng rồi. Là cái quán này hơi bị vui luôn bạn. Cái bảy nhật là hát có tiếp nữa. Cái mã này là mã gì mấy đứa? Mã này là mã. Quét mã để gọi món, gọi nhân viên như thầy. Nãy thầy tưởng mã wifi luôn. Em không tính mã wifi luôn nè. Không ai mã wifi này. Wifi luôn nè. Wifi là nằm quét rồi. Quét rồi. Để em nói đi. Quán này rất là tân tiến luôn. Thầy nó biết là vậy. Thôi chứ em không biết sao. À, thầy tiếng mới có mã đó. Không lẽ quán này trên sao quả xuống thầy. Trời ơi. Thầy thấy mà quán này ở đâu thầy? Em không biết chỗ luôn á. Bình Dương. Ở đây là Bình Dương nha bạn. Hay là mà cái chỗ mà ở trước mặt tiền là thấy khái rồi đó các bạn. Đây là City Real nha các bạn. Quán chuyên ca hát vào cuối tuần. Wow. Ừ, thầy. Thầy ai không biết thì lên Google Maps. Ai mà mê ca hát thì vô đây. Cuối tuần được lên hát. Bữa nay mình đi chung bữa thứ mấy rồi? Nay thứ 6 rồi. Thứ 6. Không có. Chứ không chủ nhật là mấy nay mình vô đây ca hát luôn, mình ca dữ lắm. Bữa nào lên mình có dịp sẽ lên đây ca hát luôn nha các bạn. Ok. Quá đã. Ok. Nãy thì mấy anh em mình kêu cái gì ta quên này trứng gà. Trứng gà. Đây trứng gà có 6.000 trứng là bạn rẻ ghê luôn á. Đúng rồi. Ở dưới em bán 5.000. Ở trên này kiểu như thành phố bán 6.000. Không có đâu. Ở dưới giờ 6.000 luôn rồi. Ở dưới em, ở dưới mình á hả? Ừ. Vậy em ăn mới có 2 tháng mà giờ lên 6.000 rồi trời. 6.000 lâu rồi em ăn. 2 tháng. Rồi đây trứng gà nha bạn. Rồi mình đưa 1 trứng đi. Ok. Nói chung là mấy anh em mình ăn cơm rồi, mấy anh em mình ăn không nổi mọi người. Ờ nóng quá. Rồi nước tới, nước tới. Ồ, nước rồi. Wow. Rồi. Nước tới anh em ơi. Ê, quán này đọc lại gửi gửi nước bằng cái gỗ. Cái này là gì anh? Cái này là dưa nước ép dưa hấu đúng không? Dưa hấu đúng rồi. Này là trà sữa ô long gì của chị Tám nè, chị Bảy nè. Không có chị Tám. Cái này trà ổi. Cái này là của em, cái này sữa chua của em. Rồi, này của ai? Cái này là gì ta? Trà ổi. Cái này gì ta? Uống thử miếng coi. Ừ. Nhiều miếng luôn. Về mày giỏi. Gì vậy? À tiếng Ali từ từ người ta đang làm ra. Thầy em biết món này. Trà. Món này là trà giải rồi. Trà giải hả? Trà giải hả? Mà ngon quá trời luôn á. Uống luôn đã. Đã. Mẹ ơi, thử cho. Thử anh nguyên vàng. Nước em vừa lưới. Cái vừa lưới đúng rồi. Đúng rồi. Lưới của thầy. Nước em vừa lưới. Tính ra của thầy thầy kêu thầy không. Thầy chưa đưa em thử luôn, thầy thử đưa hết giá mày luôn là hết thầy vừa đủ luôn. Hai cho em thử miếng nữa thôi. Em thử rồi sao thầy uống. Uống cái này chưa nắng nó mát quá thầy. Ừ. Uống xuống thanh có họng quá. Đẹp da nữa nha bạn. Giữ anh này lơ lạ đúng mà. Của em mới ngon nè. Các bạn miếng trứng nha. Của em là sữa chua. Đưa thử đây cho ngon. Tối này ăn sữa chua đã luôn. Rồi, cho trọng nghiệp vô trứng nè. Sao giống như quê không? Không.
nên nó làm nó kiểu như là để đồ nhiều hơn đúng không? Thay tiêu nè, để gì béo béo luôn á. Mà nói chung là ngon dưới quê hả? Đúng rồi. Nguyên trứng nguyên nhau. Ngon hài ngon. Rồi, em miếng nước đi. Em uống cái này nước gì? Nước chổi. Đậu uống thử miếng cơm, cảm nhận được rồi. Đầu tiên là chổi là phải có hương gỏi rồi. Hả? Mà nó thơm thơm tới lỗ mũi luôn. Ngon á, ngon. Thơm thơm tới lỗ mũi luôn hả? Đúng rồi, ngon. Chổi ngon á. Còn của em, hài biết của em mùi như nào không? Nào, thơm mùi trà. Nó lớn lên thì ở đây bố á, lớn. Cái này nó béo nha thầy. Béo hả? Nhưng mà theo theo khẩu vị ngọt thì có bạn nào mà không biết ăn ngọt thì sẽ không uống được. Phải đợi cho nó tan nước đá ra uống mới được nha thầy. Thầy theo cảm nhận của em là vậy. Em chưa cảm nhận được thầy. Tại vì em chưa uống. Ừ. Làm gì vậy? À, mà nhắm mày quýnh là tao không? Mày quên á. Mày đụng nhầm cô Hảo à. Mày đụng, mày đụng nhầm anh Ba Báo rồi đó. Xin lỗi đi ha. Xin lỗi. Xin lỗi, được. Ngon á, ngon. Còn ly của mình là sữa chua dâu tây nha các bạn. Để mình test thử bạn nè. Cho em gửi nước à? Nước nè. Tên, 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 tên. Gửi măng cầu. Này măng cầu, à, măng cầu của chị Trang. Cái này nước gì nè, nước giải, trà giải đúng rồi. Trời ơi, trà giải đẹp nè các bạn. Ồ. Quay thèm quá. Rồi em thì... là đổi cho thầy em ăn trà giải. Uống này xong rồi đổi mày. Cái này các bạn thì có sữa chua nè. Có đậm vị sữa chua luôn. Rồi có mùi dâu tây nữa. Kiểu như là các bạn uống vô á, nó vừa chua chua ngọt ngọt mà nó có mùi dâu tây thơm nữa bạn. Nói chung là cái này là uống vào buổi chiều như vậy nè, bạn uống khá là ngon luôn á. Tốt cho sức khỏe. Nhớ mua 2 ly nữa thầy. Chứ ngồi em đi, chứ ngồi em đi ấy nữa. Chứ ngồi em đi kiếp đôi rồi tặng cho người ta, người ta phái em. Mày hiểu không? Ok, ok. Okay. Cô mày lấy gì vậy? Em nhấu chứ gì. Ngon á, ngọt lạ lạ. Anh nhớ đâu có kêu chung đâu. Ủa? Tôi hết được không? Thằng mày uống chung nước ép như hấu mà. Để một thằng review á, tụi xây đi. Để tao view. Để tao, để tao, để tao. Thì review chung cũng được. Ờ, review chung. Rồi, nó thơm mùi dưa hấu. Nó cũng thơm mùi dưa hấu. Nó không có, không có ngọt mà nó không có nhạt. Nó lợ lợ. Nó lợ lợ. Chung là ngon. Ngon ngon nha. Thôi đi đây, thầy review cho thầy uống cho thầy biết liền. Thấy chưa kìa. Hai đứa này thì chứ. Nói chung là ngon nha bạn. Cái mùi hấu cũng ngon nha. Ngon á. Xin tố măng cầu ngon không vậy? Đó giờ tôi chưa uống xin tố măng cầu. Giờ tôi uống tôi thấy nó ngon kỳ lắm. Hả? Thử không? Ê, ẩu rồi đó ba. Ai chờ miên ngay. Nè uống đi. Thôi không muốn đâu. Uống tao uống. Có sữa con bố nãy ly giáo không uống được. Uống chưa no rồi đó. Em uống hết ly tưởng tao luôn á. Mày chưa nè. Thôi được rồi nha. Đừng có kệ tao nha. Tao tự hái gì lắm á. Rồi hả anh, giờ ăn xong đúng không? Rồi. Đúng ngon luôn đúng không? Giờ thầy mới kêu kêu tiền á. Giờ để chừng nào ảnh lại đi rồi. Thầy kêu em kem ly nữa thầy. Ly nữa hả? Trời hai con có mua đem về không? Mua đem về nữa hả? Mua đem về nhưng mà phải bỏ dâu tràn ngập luôn. Cái kem bọng rồi văng tới cái này à. Nhưng mà phải có đá sai nha. Anh có rồi nha. Rồi, đây anh rửa bill cho mình. Ủa gì mà bill với thầy? Căng nước mấy cái mà bỏ bill với vậy? Tại vì anh lên lần một á, tại vì mình order 3 lần á, cho nên á là phải thanh toán là 3 bill nha. À, order 3 lần. Thầy hết tiền rồi đó. Có nhiêu đâu mà thầy bao á. Anh, em nghe nói. Thấy thức uống bên mình nó như thế nào hả? Em thấy có ví với mình nha. Ngon okay, lắm anh. Cứ ví dưỡng chủ nè. Vô ý em thấy là anh có chơi nhạc sàn nữa rồi đúng không? Nha, thứ bảy chủ nhật hàng tuần á là lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Như là có chương trình Opposite á thì mọi người đến lần 1 sẽ đến lần 2. Cho em xem rồi không anh? Rồi phải vô. Thầy vô chấm em 7 rồi thầy. Phải không? Thầy vô chấm em muốn quạt á. Em muốn chấm vô lắm á. Bạn muốn không thôi không, không được đâu anh ơi, lên nhạc nó quýnh bản quyền em. Quýnh em mấy vậy rồi. Còn ánh sáng bên anh có hai. Em biết kiểu quýnh band không?
thầy giống vậy đó. Thầy à, thôi, một thầy band giờ, giờ vậy nè, thầy làm nhạc bằng cơm đi, về thầy ghép nhạc vô. Đúng rồi. Thầy làm kinh 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 cơm. Yeah. Anh muốn mấy này nhảy dữ lắm anh. Bữa nào muốn nó vậy. Thôi đi về đi về đó nội. Rồi nhé. Tụi em về có gì nào tụi em ra tụi em. Anh nhớ đánh nhạc cho tụi em nghe nha. Ok ok ok. Chúc mọi người có một đêm vui vẻ nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh. Ok. Nha bạn quán City Bridge. Dạ bạn quán City Bridge địa chỉ là đường 10E đường N2, trung tâm thương mại dịch vụ phố đi bộ Bạch Đằng nha mấy bạn. Ok. Nhớ tìm đến mình nha. Ali nha. Các bạn nhớ đến ủng hộ anh đó nha bạn. Rồi nếu bạn thấy video này hay hãy cho mấy anh em xin một like, một đăng ký, nhấn quế chuông để ủng hộ mấy anh em mình nha các bạn. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye.